Bây giờ có người không tin Phật Pháp, tương lai cuối cùng sẽ tin. Bây giờ không thành Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Chỉ cần bạn chịu tinh tấn tu hành thì nhất định có hy vọng. Phật thì không nói dối, tuyệt đối không nói lời lường gạt chúng sinh. Tất cả thế gian không lường được. Tất cả người thế gian đều không thể lường được trí huệ của Phật nhiều bao nhiêu, cũng không thể biết được trí huệ của Phật rộng lớn cỡ nào. Tại sao? Vì trí huệ của Phật không có bờ mé, là không thể nghĩ bàn. Diệt trừ si tối của chúng sinh, Phật dùng trí huệ rộng lớn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, phá trừ ngu si đắc được trí huệ. Phật vĩnh viễn diệt trừ tâm ngu si đen tối của tất cả chúng sinh, tức cũng là phá vô minh của chúng sinh, làm cho chúng sinh đắc được quang minh trí huệ. Đại huệ thâm nhập pháp môn này, cảnh giới này vị khả ái lạc đại huệ thiên vương thâm nhập thấu rõ, hiểu được trí huệ không ngàn mé của Phật, an trụ ở trong tam muội này. Công đức Như Lai không nghĩ bàn, chúng sanh thấy được diệt phiền não, khiến khắp thế gian được an lạc, bất động tự tại thiên thấy được. Công đức Như Lai không nghĩ bàn, Như Lai làm thế nào mà tu thành? Vì có công đức cho nên mới thành Phật. Công đức của Phật tâm không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm vào Pháp Giới có bài kệ rằng: bụi cõi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Số hạt bụi trong thế giới nhiều vô số, mỗi chúng sinh trên thế giới khởi tâm động niệm đều có thể biết, nước trong biển lớn có thể uống hết được. Tuy nhiên hư không vô biên cũng có thể trắc lượng được. Gió lớn tuy không có hình tướng cũng có thể buộc nó lại được. Nhưng không ai có thể biết được công đức của Phật, cho nên nói công đức Như Lai không thể nghĩ bàn. Chúng sinh thấy được diệt phiền não, vì Phật đều từ bi đối với tất cả chúng sinh. Chúng sinh thấy được bèn sinh tâm hoan hỷ, cho nên chúng sinh thấy được Phật thì phiền não tiêu sạch. Đó là sự cảm ứng của công đức, khiến khắp thế gian được an lạc. Phật làm cho tất cả chúng sinh trên thế gian đắc được an lạc chân chánh. Do đó, thần thừ thái không nguy là an, tâm sáng suốt không buồn là lạc. Đó là an lạc nhỏ, đắc được niết bàn bốn đức là đại an lạc. Phật khiến cho chúng sinh an trụ nơi an lạc cõi tịnh độ thường tịch quang. Bất động tự tại thiên thấy được, cảnh giới này vị bất động tự tại thiên vương thấy được. Mà vào môn giải thoát này, chúng sinh si tối thường mê muội, Như Lai mở bày pháp tịch tĩnh, là đèn trí huệ chiếu thế gian, diệu nhãn biết được phương tiện này. Chúng sinh si tối thường mê muội, chúng sinh là gì? Tức là chúng duyên giả hợp mà sinh, ví như thực vật, trước hết phải có hạt giống, sau đó mới được thiên thời địa lợi nhân hòa, ba điều kiện chi phối. Trước hết phải có đất ướt, công sức, nông dân, khí hậu ôn hòa, thì hạt giống mới sinh trưởng được, mới mồng thu hoạch. Mùa xuân là thời kỳ gieo trồng, mùa hạ là thời kỳ canh tác, trồng trọt, mùa thu thì thu hoạch, mùa đông thì cất vào kho. Bốn thời kỳ này phân ra có đủ, thành trụ hoại không bốn tướng. Gieo cấy là thời kỳ thành, canh tác trồng trọt là thời kỳ trụ, thu hoạch là thời kỳ hoại, cất vào kho là thời kỳ không. Cho nên nói thành trụ hoại không đều có thời kỳ. Nếu như chỉ có đất mà không có duyên nước thì hạt giống không thể sinh trưởng nảy mầm. Có đất có mưa mà không có người gieo trồng thì cũng không thể phát sinh được. Cho nên phải có các nhân duyên hòa hợp mới thành chúng sinh. Chúng sinh nói ở đây chẳng riêng gì chỉ con người mà nói, cho đến bao quát thai noãn thấp hóa 4 loài, nói tỉ mỉ thì có 9 loài, 12 loài, vân vân. Nhưng chúng sinh phần nhiều ngu si, cho nên gọi là si ám. Si ám này nói về phương diện thô, tức là phiền não, phiền thân, não tâm. Nói về phương diện tế là vô minh. Chúng sinh thường bị vô minh phiền não mê hoặc, che lấp chân tâm thanh tịnh quang minh. Như Lai mở bày pháp tịch tĩnh, vì chúng sinh thường bị ngu si che lấp, không tiếp thọ được giáo hóa của Phật, cho nên Phật dùng 4 tầm vô lượng vì chúng sinh mà thuyết pháp. Bốn tâm vô lượng là: một, tâm từ vô lượng; hai, tâm bi vô lượng; ba, tâm hỷ vô lượng; bốn, tâm xả vô lượng. Nói pháp gì? Nói pháp tịch tĩnh. Pháp tịch tĩnh là gì? Tức là tu thiền định, là đèn trí huệ chiếu thế gian. Phật dạy chúng sinh tu pháp tịch tĩnh. Pháp tịch tĩnh tức là đèn đại trí huệ chiếu sáng khắp thế gian. Thiền tức là định, định khống chế được các vọng tưởng. Đến cảnh giới một niệm không sinh thì trí huệ quang hiện tiền sẽ khai ngộ, cho nên nói tịch tĩnh là đèn trí huệ. Diệu nhãn biết được phương tiện này, vị diệu nghiêm nhãn thiên vương minh bạch được pháp phương tiện này. Sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh, hiện khắp mười phương không gì sánh, thân này không tánh, không chỗ nương, thiện tư duy thiên quán sát được. Sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh. Pháp thân của Như Lai là thanh tịnh, báo thân của Như Lai cũng thanh tịnh, ứng thân Như Lai cũng thanh tịnh. Cho nên nói sắc thân Như Lai đẹp thanh tịnh là sắc thân vàng tốt đẹp trang nghiêm, hiện khắp mười phương không gì sánh. Sắc thân thanh tịnh quang minh tốt đẹp này không thể nghĩ bàn, thị hiện khắp mười phương thế giới của chư Phật. Tức là mười phương chư Phật cũng không thể sánh được thân quang minh thanh tịnh của Phật, cho nên nói hiện khắp mười phương không thể sánh. Thân này không tánh, không chỗ nương, sắc thân Phật này đẹp thanh tịnh, chẳng có tự tánh cũng chẳng có chỗ nương tựa. Vì Phật rất tự tại, vô bất tại, vô sở, bất tại, chẳng có chỗ nào mà không có thân Phật, cho nên nói thân này không tánh, không chỗ nương, thiện tư duy thiên quán sát được. Cảnh giới này vị thiện tư duy quang minh thiên vương thấy được. Âm thanh Như Lai không hạn lượng, người được giáo hóa thầy đều nghe, mà Phật tịch nhiên luôn bất động, giải thoát này lạc trí thiên chứng. Âm thanh Như Lai không hạn lượng, âm thanh của Như Lai vô cùng vô tận, không có hạn lượng, không có trở ngại, cho nên bất cứ đi đến đâu cũng đều nghe được âm thanh của Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng sức thần thông đi về hướng đông, đi qua vô lượng trăm ngàn ức cõi Phật, vẫn nghe được âm thanh của Phật như ở trước mặt, nghe được rất rõ ràng, cho nên nói âm thanh của Như Lai không hạn lượng. Người được giáo hóa thầy đều nghe, chúng sinh có duyên với Phật đều nghe được âm thanh của Phật, nếu chúng sinh không có duyên thì không bàn đến. Do đó, nước mưa tuy nhiều, cỏ khô dễ, không thể sống lại được. Cửa Phật tuy rộng, khó độ những người không có duyên. Phật cũng có ba điều không thể làm được. Một, không thể diệt được định nghiệp. Hai, không thể độ người không có duyên. Ba, không thể độ hết cõi chúng sinh. Mà Phật tịch nhiên luôn bất động, chúng sinh không đến chỗ Phật, Phật cũng không đến chỗ chúng sinh, nhưng âm thanh của Phật chúng sinh đều nghe khắp hết. Đó là nhân duyên gì? Phật vẫn ngồi ở cõi thường tịch quang, tu hành thường lạc ngã tịnh. Vì âm thanh của Phật vô ngại, bất cứ cõi nước nào, bất cứ loại chúng sinh nào đều nghe được âm thanh của Phật rõ ràng. Giải thoát này lạc trí thiền chứng. Môn giải thoát này vị Khả Án Lạc Đại Trí Thiên Vương chứng được. Tịch tĩnh giải thoát Chúa trời người, mười phương không chỗ nào chẳng hiện, quang minh chiếu sáng khắp thế gian, vô ngại này nghiêm tràng thấy. Tịch tĩnh giải thoát Chúa trời người. Tịch tĩnh là nơi không ồn ào, vì nơi tịch tĩnh mới đắc được giải thoát, đắc được giải thoát mới thật tịch tĩnh. Tên gọi này chỉ có Đức Phật mới đảm đương được, mới có tư cách xưng là tịch tĩnh giải thoát Chúa của trời người. Mười phương không chỗ nào chẳng hiện, pháp thân Phật là vô tại, vô sở bất tại. Mười phương thế giới không có chỗ nào mà Phật chẳng đến, Phật chẳng đi, Phật không ở đó, cho nên mới nói mười phương không chỗ nào không hiện. Quang minh chiếu sáng khắp thế gian, quang minh của Phật chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới, trí huệ quang minh đầy khắp thế gian, khiến cho chúng sinh đều đạt được lợi ích, bỏ trần lao hợp với giác ngộ, lìa khổ được vui. Pháp vô ngại này nghiêm tràng thấy, đắc được pháp vô ngại này, thấy được pháp vô ngại này là vị Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, vị này thấu hiểu được pháp môn này. Phật trong vô biên biển đại kiếp, vì chúng sinh mà cầu Bồ Đề, các loại thần thông hóa hết thảy, danh xưng Quang Thiên ngộ pháp này. Phật trong vô biên biển đại kiếp, Đức Phật tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp trùng tướng hào. Nghĩa là ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp, thực ra không biết trải qua bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp dịch là vô lượng số. Ba vô lượng số kiếp sâu rộng như biển cả, cho nên nói Phật trong vô biên biển đại kiếp. Vì chúng sinh mà cầu Bồ Đề, mục đích Phật tu đạo là vì giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thành Phật đạo. Chẳng phải vì chính mình mà là vì chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, khiến cho chúng sinh đồng thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các loại thần thông hóa hết thảy, Phật rất từ bi, dùng các loại thần thông, các loại công đức để giáo hóa tất cả chúng sinh, không những giáo hóa chúng sinh hữu tình mà còn giáo hóa chúng sinh vô tình. Danh xưng Quang Thiên ngộ pháp này, vì danh xưng Quang Thiện Tinh Tấn Thiên Vương hộ điều pháp môn này. Ở trên là kệ của 10 vị đại tự tại Thiên Vương nói, thuộc về sắc giới, trời sắc cứu cánh cao nhất trong trời ngũ bất hoàn, cũng là sắc giới thập bát thiên. Lại nữa, Khả Ái Lạc Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương được môn giải thoát quán khắp tất cả căn tánh của chúng sinh, để thuyết pháp dứt nghi cho họ. Ý nghĩa lại nữa là kinh văn ở trước chưa nói hết, lại tiếp tục nói. Vị Khả Ái Lạc Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương này thuộc về sắc giới trời Quảng Quả trong trời Tứ Thiền, sắc giới cõi trời thứ 12. Vị này hoan hỷ nhất về Phật pháp, bất cứ pháp gì vị này đều tu hành, không những tu hành mà còn tinh tấn, cho nên đắc được đại trí huệ, giống như tràng bóng quang minh. Vị này thành tựu đắc được cũng lớn, đắc được tam muội thủ đặc, biết được căn tánh của chúng sinh đều khác nhau, tuy nhiên đều có Phật tánh nhưng đều khác biệt. Căn tánh con người có hai thứ, một là lợi căn, một là độn căn. Nói đơn giản, lợi căn là người thông minh có trí huệ, độn căn là người ngu si chẳng có trí huệ. Mục đích chúng ta học Phật pháp là học trí huệ, tức là bát nhã. Làm thế nào mới có được trí huệ? Từ hai phương diện mà hạ thủ công phu. Một, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Hai, tham thiền đả tọa, trí huệ giải thoát. Người độn căn vì họ mà thuyết pháp, nói một lần họ không hiểu, nói hai lần họ cũng không hiểu, càng nói càng hồ đồ, càng hồ đồ càng phải nói. Giống như đệ tử của Đức Phật Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà, vị này là người tối tăm ngu nhất của Đức Phật. Về sau vị này thành tựu biện tài vô ngại, là nghĩa trì đệ nhất. Có thể thấy tu hành thì không sợ ngu độn, chỉ sợ không chịu phát tâm. Nếu chịu phát tâm thì dù hạ ngu cũng đắc được thượng trí. Người lợi căn nghe được một thứ đạo lý thì hiểu rõ tất cả đạo lý khác. Vị Nhan Hồi nghe một biết 10. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật, là người thông minh nhất, tuy nhiên có trí huệ, nhưng thông minh ngược lại bị thông minh lầm lẫn, kết quả đọa vào địa ngục. Lợi và độn là người bình thường, khốn khó mà học là người thông minh, khốn khó mà không học là người ngu si. Thánh nhân là sinh ra mà biết, hiền nhân thì học mà biết, chúng ta là người bình thường thì phải học Phật pháp. Có người sinh ra tâm từ bi rất lớn, có người sinh ra tâm từ bi rất nhỏ, có người sinh ra tâm tham lam rất lớn, có người sinh ra tâm tham lam rất ít. Chúng sinh có đủ thứ căn tính khác nhau. Vị Thiên Vương này biết được dục vọng của chúng sinh, loại chúng sinh nào hoan hỷ pháp gì thì vị này thuyết pháp đó. Ví như gặp chúng sinh tham lam thì nói pháp bố thí cho họ nghe, nói bố thí có công đức gì. Gặp chúng sinh phạm giới thì nói pháp trì giới cho họ nghe, nói sự lợi ích về sự trì giới. Gặp người nhiều sân hận thì nói pháp nhẫn nhục, dạy họ học theo Bồ Tát Di Lặc. Mở miệng thường cười, nhẫn về thiên hạ, không thể nhẫn. Gặp chúng sinh lười biếng giải đãi thì nói pháp tinh tấn cho họ nghe, phải siêng tu khổ hạnh mới mong thành tựu. do đó trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần, nhất là tu hành. Công phu tu một ngày thì có công đức một ngày, cho nên tu hành thì không lãng phí thời gian. Hy vọng mọi người đầu xào trăm trượng càng tiến tới một bước. Gặp chúng sinh tán loạn, không có định lực, thì nói pháp thiền định tham thoại đầu như thế nào? Tinh thần tập trung nghĩ niệm Phật là ai? Gặp chúng sinh ngu si thì nói pháp trí huệ, khiến cho họ khai mở trí huệ, đắc được cảnh giới thật tướng bát nhã. Đó là lục độ căn bản của Pháp Đại Thừa. Nói tỉ mỉ về căn tính của chúng sinh thì có 8 vạn 4 ngàn. Phật Pháp có 4 vạn 8 ngàn pháp môn, truyền đối trị bệnh của chúng sinh. Pháp môn có cao thấp, môn nào cũng đệ nhất. Pháp môn nào đối cơ là đệ nhất, ngoài ra các pháp môn kia là đệ nhị. Người hay thuyết Pháp thì khiến cho người sinh đạo tâm, người không hay thuyết Pháp thì khiến cho người sinh tâm thối lui. Cho nên khi thuyết Pháp thì phải quan sát căn tính của đối phương, là lợi căn hay độn căn. Đối với người lợi căn thì giảng về đạo lý chân không diệu hữu, trung đạo đệ nhất nghĩa, khiến cho họ hiểu rõ về thật nghĩa Đại Thừa. Đối với người độn căn thì nói Pháp nhân duyên sinh diệt hoặc Pháp nhân quả báo ứng, khiến cho họ hiểu rõ về thật nghĩa Tiểu Thừa. Tôn giả Xá Lợi Phất có 2 vị đệ tử tu hành nhiều năm mà chẳng thành tựu. Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật là lý do gì? Đức Phật hỏi vị đó trước khi xuất gia làm nghề gì? Xá Lợi Phất đáp, một là thợ bạc, một là xem mộ. Đức Phật nói, nên dạy vị tỳ kheo thợ bạc tu pháp sổ tức, đếm hơi thở, dạy vị tỳ kheo xem mộ tu pháp quán xương trắng, như vậy thì có thể thành tựu. Tôn giả Xá Lợi Phất trở về dạy tu theo như thế. Không lâu 2 vị đều chứng quả, đó là theo căn tính thích ứng với họ mà thí giáo. Cho bệnh, theo bệnh cho thuốc. Chúng sinh đều có bệnh phiền não, bệnh tham lam, bệnh sân hận, bệnh ngu si vô minh, vân vân. Thậm chí có 8 vạn 4 ngàn thứ bệnh. Phật Pháp là thuốc thần, người thuyết Pháp là bác sĩ. Bác sĩ trước hết phải xem bệnh gì, sau đó dùng thuốc thích đáng để điều trị. Bệnh nhiệt thì dùng thuốc mát, bệnh hàn thì dùng thuốc nhiệt. Như vậy mới hy vọng thuốc công hiệu chữa lành bệnh. Do đó, thuốc không hay giờ lành bệnh là thuốc hay. Pháp không cao thấp, hợp cơ là pháp diệu. Gặp chúng sinh căn lành thành thục thì dạy họ xuất gia tu đạo. Gặp chúng sinh không có căn lành thì dạy họ trồng căn lành tu phước đức. Gặp chúng sinh đã trồng căn lành thì dạy họ phương pháp làm tăng trưởng căn lành. Tóm lại, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục khiến cho giải thoát. Cho nên vì chúng sinh thuyết Pháp đoạn trừ tâm nghi của họ mà sinh ra tâm tin đắc được môn giải thoát không chướng ngại. Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương được môn giải thoát tùy sự nghĩ nhớ, khiến cho được thấy Phật. Vị Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương này thanh tịnh trang nghiêm rộng lớn giống như biển, và còn trang nghiêm khắp hết thảy cõi Phật. Cảnh giới tam muội của vị này, bất cứ lúc nào chỉ cần nghĩ nhớ đến Phật thì sẽ thấy được Phật. Không những vị này đắc được tam muội tùy theo sự nghĩ nhớ, cũng khiến cho chúng sinh đắc được pháp môn này. Bồ Tát Đại Thế Chí nói, lúc nào bạn nghĩ nhớ Phật thì sẽ thấy Phật, trừ khi quên nghĩ nhớ thì không thấy Phật. Pháp môn niệm Phật ví như mẹ con 2 người, người niệm Phật là con, sở niệm Phật là người mẹ. Mẹ con sinh sống với nhau rất sung sướng, nhưng người con không giữ quy củ, thích chơi đùa, chạy ra bên ngoài, không ở với người mẹ, lang thang phiêu bạt bên ngoài, chẳng có nghề nghiệp chính đáng. Lúc này người mẹ luôn luôn tưởng nhớ con, có câu rằng con đi 1000 dặm mẹ âu lo. Hôm nay nghĩ, ngày mai nghĩ không ngừng, nhưng người con không nghĩ đến người mẹ, lang thang bên ngoài không nhớ trở về. Trải qua nhiều năm sau đó, người con hốt nhiên nghĩ nhớ người mẹ, sinh ra hồi tưởng nhớ lại. Con nghĩ tưởng mẹ, mẹ nghĩ tưởng con, cùng nhau nghĩ tưởng, khởi lên tâm điện tác dụng, tương thông, do đó tâm điện cảm ứng. Người con bèn trở về nhà cố hương của mình, do đó nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì Phật tiếp dẫn chúng ta trở về cõi Phật. Chúng ta phiêu bạt lang thang bên ngoài, làm người lưu lãng không biết trở về nhà gặp mẹ, vị thiên vương này nói. Bất cứ lúc nào bạn nhớ Phật, niệm Phật, hoặc hiện tại thấy được Phật, hoặc là vị lai sẽ thấy được Phật, bạn niệm Phật không thấy Phật, bèn sinh tâm hoài nghi, cho rằng kinh Phật nói không linh nghiệm. Phật thì không nói dối, pháp của Phật nói để viên dùng vô ngại. Bây giờ không thấy Phật, tương lai sẽ thấy Phật, hoặc là đời sau sẽ thấy Phật. Nếu tâm thật niệm Phật thì hiện tại sẽ thấy Phật, tương lai sẽ thành Phật. Tối thắng huệ quang minh thiên vương, được một giải thoát, tánh bình đẳng, không chỗ nương tựa, trang nghiêm thân. Vị tối thắng huệ quang minh thiên vương này, trí huệ thủ thắng nhất, có vô lượng vô biên quang minh, cho nên khai mở đại trí huệ. Vị này đắc được môn giải thoát, pháp tánh bình đẳng, không chỗ y tựa, trang nghiêm thân. Pháp tánh vốn là bình đẳng, vì sao phải nói chữ đắc? Vị thành Phật rồi, pháp tánh mới bình đẳng. Ở phần chúng sinh thì đừng nói đến pháp tánh bình đẳng thì không thêm không bớt. Ở phần chúng sinh chẳng bình đẳng, đó là một lối nói pháp. Lại có một lối nói pháp nữa là ở phần chúng sinh bình đẳng. Tại sao? Vì pháp tánh ở phần chúng sinh chẳng bớt chút nào, ở phần chư Phật cũng chẳng thêm chút nào, nguồn gốc là bình đẳng. Vì bình đẳng cho nên không chỗ nương tựa. Tại sao không chỗ nương tựa? Tức là không chấp trước, không có tướng ta, không có thị phi. Vì không chỗ nương mới là chân chánh bình đẳng. Nếu có chỗ nương thì không bình đẳng. Chỗ này có người nói, pháp này tôi tin, pháp kia tôi không tin. Vậy bạn tin là chấp trước, không tin cũng chấp trước. Con người là động vật kỳ quái, quá như thế nào? Thích đầu lại thêm đầu, không việc đi tìm việc. Hôm qua muốn ăn bột, hôm nay ăn bột rồi lại nói ăn không ngon. Lại muốn ăn mì, muốn ăn bánh, ngày mai lại muốn ăn cơm. Đó là đem sự việc ăn để so sánh khẩu vị 3 ngày không giống nhau. Tin Phật Pháp cũng như thế. Trong quá khứ thì tin Pháp môn niệm Phật, sớm muốn chứng niệm Phật tam muội, bèn sinh hoài nghi, không biết cứu kính có pháp môn này chăng? Vì sinh tâm hoài nghi như thế, cho nên chết rồi không thể vãng sinh về thế giới cực lạc. Đời này lại sinh tâm hoài nghi nữa, niệm Phật có ích lợi gì chăng? Pháp môn này là gạt người, chỉ có người già mới niệm Phật, ta là đại trượng phu ta không niệm Phật. Bạn xem kiếp trước niệm Phật, sinh ra tâm hoài nghi, đời này càng không tin niệm Phật. Có người kiếp trước tin tham thiền đả tọa, tham đi tham lại, chỉ còn chút nữa thì khai ngộ, nhưng họ lại sinh tâm thối chuyển. Tâm nghĩ tôi tham thiền một đời mà chẳng khai ngộ, đây là pháp môn gạt người. Nghe nói niệm Phật là phương tiện pháp môn, có thể trực tiếp vãng sinh về Tây Phương, chỉ bằng hãy thử xem. Như vậy tham thiền đã không khai ngộ, niệm Phật cũng chẳng được vãng sinh. Do đó, một chân thì ở thuyền này, một chân thì ở thuyền kia, tâm muốn đi về Giang Nam, lại muốn về Giang Bắc, kết quả lạc vào Giang Trung, chẳng có sở đắc. Ngoài ra bất cứ học giáo lý, học luật, học Mật Tông cũng đều như thế. Tù một thời gian thì thay đổi, không giữ được bền lâu, thấy lạ muốn đổi, cuối cùng lãng phí công phu. Ở trong quá khứ luôn luôn thay đổi mục tiêu, cho nên công phu trước kia bỏ hết, đến đời này mới luyện lại từ đầu. Có câu kệ rằng, tất cả là khảo nghiệm, hãy xem nên làm gì, trước mắt không nhận thức, phải luyện lại từ đầu. Cho nên nói người là quái vật, tâm lý một số người thích mới chán cũ, nhất là hôm nay khoa học văn minh, ngày mới tháng khác luôn dẫn dụ người. Nếu ý chí không vững chắc thì chuyển theo cảnh giới mà mất đi đạo tâm. Muốn tu pháp môn bố thí, nhưng tham luyến tiền bạc. Phải biết tiền là vật bên ngoài sinh ra không mang đến, chết cũng không mang đi, chỉ có nghiệp theo thân đi thôi. Hy vọng người giàu có làm nhiều việc có ích cho chúng sinh, như làm trường học, lập nhà thương, cô nhi viện và viện dưỡng lão, trực tiếp giải trừ khổ cho chúng sinh, công đức vô lượng. Tự tại trí huệ tràng thiên vương được môn giải thoát, biết rõ tất cả pháp thế gian, trong một niệm an lập biển trang nghiêm, không nghĩ bàn. Vị tự tại trí huệ tràng thiên vương này tự tại vô cùng, mà còn có trí huệ, Tự tại thì chẳng có chấp ta và chấp pháp, chẳng có chấp ta thì tướng ta là không, chẳng có chấp pháp thì tướng pháp cũng không. Ta pháp hay chấp đều không, đó mới là tự tại. Chấp ta chẳng không thì vẫn còn ta, thì chẳng đắc được tự tại. Chấp pháp chẳng không vẫn còn chấp pháp, thì cũng chẳng đắc được tự tại. Người có chấp ta cho rằng ta là đệ nhất, ta là lớn nhất, cao nhất, tôn quý nhất. Các bạn đều phải cung kính ta, tín ngưỡng ta, lễ bái ta, đem cái ta để ở trước. Đó là cái ta lớn gấp vạn lần so với núi Tu Di. Người có tư tưởng như thế thì chẳng được tự tại. Người có chấp pháp cũng như thế, cho rằng pháp này là hay nhất, hy hữu nhất, khó được nhất, là không thể nghĩ bàn, vi diệu đến cực điểm, huyền diệu đến chỗ tột cùng, thật là khó gặp. Ngày đêm sáu thời không nghỉ ngơi, chuyên khởi vọng tưởng về pháp, ở trong mộng cũng như thế. Cho nên người có chấp pháp và chấp ta thì không đắc được tự tại. Trí huệ là đối với ngu si mà nói, danh từ Phật giáo là tương đối. Ngu si là gì? Tức là người ngu dốt, không những tâm lý không kiện toàn mà sinh lý cũng không kiện khang. Còn có một thứ người họ không tu đạo, không tham thiền mà muốn khai ngộ thành Phật, không siêng năng học hành mà muốn đậu bác sĩ, không gieo trồng mà muốn thu hoạch, tóm lại không muốn bỏ công sức mà muốn thành tựu, đó là người ngu nói mộng. Người có trí huệ biết tôi muốn thành Phật nhất định trước hết phải tu hành, muốn làm bác sĩ nhất định phải siêng năng học hành, muốn thu hoạch ngũ cốc phải nỗ lực canh tác, muốn làm việc gì thì phải y theo đó mà làm. Đừng tưởng tượng những việc không thể được, đứng vững trên mặt đất, tuân theo quy củ, không làm việc cầu thả. Người có tư tưởng như thế, bất cứ làm việc gì cũng đều thành công. Do đó, người có trí huệ thì không làm việc ngu si. Người ngu si không làm được việc có trí huệ. Người ngu si không tin nhân quả. Người có trí huệ thì tin sâu nhân quả. Cho nên nói vị thiên vương này trí huệ trang nghiêm cõi Phật giống như tràng báu. Vị thiên vương này có đại trí huệ, biết rõ tất cả pháp thế gian. Nhưng biết rõ pháp thế gian rồi thì cũng hiểu rõ pháp xuất thế gian. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư có nói: Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian giác, bỏ thế gian cầu Bồ Đề, ví như tìm sừng thỏ. Vị thiên vương này ở trong một niệm an lập biển trang nghiêm không thể nghĩ bàn, trang nghiêm pháp giới của Phật, trang nghiêm pháp giới của Bồ Tát, trang nghiêm pháp giới của Thanh Văn,